Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với tiếp theo của kênh mình ha. Đây cũng bán mấy cú quả cũng như là lá tươi tơi cho các cỏ ha. Thì hôm nay mình quay con máy tô hát su hồng 72 của mình ha. Cái đây có lẽ là clip cuối mà mình quay cho anh em xem về con này. Tại vì mình cũng vừa giả em nó đi. Giả nghe ghê quá. Thì về thông số thì mình sẽ nhắc lại ha, rồi sau đó hướng dẫn anh chủ máy cũng như số anh em chưa biết về sử dụng về con máy này như thế nào á, mình sẽ nói luôn trong clip này cho anh em xem ha, vị trí được chơi thôi. Thì con này con tô hát su đầy cao ha, cái mã hiệu nó là V46BS ha, đầy cao. Thì 46BS có nhiều loại lắm, rất là nhiều dòng, thì theo mình làm là mình biết một số dòng vậy thôi. Thì con này nó đầy cao, thì thông số là con này nòng 72 nha anh em, nòng kiến ha, bê tông 2 bạc, dung tích chính xác là 553cc á. Công suất là 44 mã lực ha. Nhưng mà 44 mã lực này thì nó đi theo đúng với cái buồng bơm của nó thì như vậy thôi, còn mình chạy dưới sông là nó tính khác nữa. Nên cái công suất nó có khi là nó không có đúng ha. Vậy đó mình nói rõ cho anh em biết. Thì con này con đề cao thì cái cục IC nó khác như thế này nè. Cục IC nó khoảng 4 ngón tay mình ha. Em thấy rõ không? Mà tay mình bự lắm nha, ngón tay mình cũng to nữa, nhưng mà nó bự hơn 4 ngón tay mình nè. Thì nó ra hai cái bobin sườn gầy thế này và lên hai cái bugi ha, nó không có xài chung một cụm nha. Thì con này đề cao nó như vậy thôi, mới khác vô lăng rồi này kia khác hết. Nó xài nói chung cục IC này nó giống cục IC với Honda vậy anh em. Thì anh em có thể độ lên tùy thích thôi, gắn hai cục quét leo hay cục exciter gì đó tùy anh em. Nếu anh em có máu lửa xíu về phần độ này kia, nhưng mà mình khuyên anh em thì nên để zin chạy cho nó khỏe, chủ yếu lên bình xăng con cho nó chạy, cho nó chạy nổ với ít hao xăng là được rồi. Còn cái phần mà độ điếc này kia, giật nắp này kia, anh em cũng đừng nên làm mấy phần đó vì nó không có ý nghĩa nhiều ha. Nói chung mình sử dụng lâu dài thì mình đừng có làm mấy chuyện đó, dư thừa lắm. Thì cái con này thì nói chung là mình có quá trình sử dụng thì cũng ít thôi, cũng không nhiều, chủ yếu đi chợ, chủ yếu là lấy ba cái này lặt vặt này kia trên làm máy cho khách này kia thôi, chứ mình không có dạng như đua tốc độ này kia, mình không có dạy hết ga nhiều. Thường đi mình cầm phần nửa ra thôi. Thì như các clip mình quay liên quan đến những con máy này test trên vỏ lãi của mình đó, thì mình chạy thường tầm khoảng nửa ra thôi á, thì tốc độ nửa ra khoảng 5 ngoài thôi. Thì cũng tùy cái chân vịt đó. Cái máy này thì chân vịt thì mình xài cũng nhiều loại chân vịt khác nhau thử rồi, thì nói chung là nó mỗi chân vịt thì cái tốc độ nó khác nhau và cái nhu cầu sử dụng của mình cũng khác nhau luôn. Ví dụ như anh em chở nặng hay là anh em đi vọt hay là sao đó, thì nói chung là chân vịt nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều ha. Thì cái đó thì mình đã nói đi lại nhiều lần trong số clip rồi, mục đích cũng chia sẻ cho anh em biết cách sử dụng cũng như là mục đích mình sử dụng về cái việc gì là mình chọn chân vịt cho nó phù hợp thôi. Thì mình cũng có cái clip riêng nói về phần đó, dù là cũng tương đối là đầy đủ thôi, chứ mình thì kiến thức của mình thì trong một cái khoảng nào đó thôi, chứ không phải là nó tất cả. Có khi cũng sai sót này kia ha, nếu có sai sót thì anh em có thể bỏ qua cho mình, đóng góp ý kiến này kia, thì mình cùng hoàn thiện cái kiến thức hiểu biết của mình thôi. Thì con này mình giao cho khách là nguyên dàn cầu, nguyên chân vịt ha, bình đề ha. Thì con này cái bình đề nó dính cái máy rồi. Thì đây cái bình 95B Gobe ha. Thì cái bình này từ lúc mình gắn lên cái máy này tới giờ mình chưa sạc một lần nào cả. Cái này mình đã gắn cái phần bơm nước nha nè, lần trước mình test cho anh em coi là mình làm mát thôi chứ không gì. Thì cái con tô hát su này cục sạc nó khá là to ha, nên nó sạc bình đầy luôn ha. Thì từ lúc mình xài tới giờ cũng mấy tháng trước Tết tới giờ mà mình chưa có sạc lần nào chứ. Mà đề cái tua máy đề nó rất là nhanh ha, bởi vì đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho cái máy này nó nhảy nổ thôi. Thì trong các clip trước mình quay sơ sơ rồi, thì con này đi cái bình nắp chao hộng 33 ha. Cái bình này thật ra là nó dư với cái máy này luôn, anh em lên cái bình bự hơn thì cũng phải đề ba nó mạnh hơn thôi, nhưng mà nó ăn xăng lắm. Thì mình thấy cái bình này cũng tương đối phù hợp rồi, nên mình giữ cái bình này chạy luôn cho nó phù hợp thôi. Thì cái bình xăng zin của con này cái hộng nó có 28 thôi nha anh em, hộng chỉ có 28 thôi nha, 28 ly á, là cái hộng nó rất là nhỏ. Mà cái máy này nòng 72, mà trong khi đó thì theo mình biết thì con tô hát su 7, tô hát su 68 á, thì cái họng xăng nó lại là 32 ly lận. Anh em thấy nó nghịch lý không? Máy 72 xài họng 28 mà máy 68 xài họng 32 chứ quốc không? Mà thôi kệ đi, nói chung nhà sản xuất thiết kế sao tùy người ta thôi, mình cũng không gánh đâu quan tâm gì đó. Chỉ biết mình sử dụng làm sao thấy cái máy mình nó phù hợp thôi. Thì lúc cái con này về á thì sẵn thì mình nói luôn là nó về cái bít tông nó bị ố vàng này, do người ta không ta sử dụng, ít sử dụng rồi nó đóng nhớt rồi nè, nó bít tông nó vàng khè luôn hai cái luôn. Nhưng mà trong quá trình mình sử dụng tới giờ là bít tông giờ nó bóng loáng luôn nha nè, nó bóng nó trắng luôn, giờ không còn miếng vàng nào luôn á. Thì điều đó chứng tỏ là mình sử dụng cái phần sử dụng á là mình pha nhớt đúng nè,
mình chạy vừa với máy thì tất nhiên nó không có bị xước nòng này cái gì hết trơn á, nếu tất nhiên thôi. Thì mình có tháo cái bình xăng con ra, mình dòm với cái nòng rồi, hai cái bít tông thì rất là ok luôn. Nòng thì tất nhiên là bít tông nó không xước thì chắc cái nòng nó cũng chắc chắn là không xước thôi. Cái đó là cái phần mà mình sử dụng máy, mình lâu lâu mình kiểm tra vậy. Thì nếu mình anh em sử dụng đúng, ví dụ như là phần nhớt anh em pha đúng tỷ lệ nè. Thật ra con này tỷ lệ pha nó tới 31 nha anh em. Nhưng mà mình pha 25 thôi, tức là nó hơi dư nhất xíu. Thì chạy nó hơi ra khối một xíu thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì ha. Anh em đừng có pha thiếu quá là được rồi. Cứ phần nước làm mát là phải đảm bảo là ok. Em sử dụng cái máy nó sẽ bền ha. Nói chung là những con máy mà mình xài tới mình bán đi là những con nó rất là chạy rất là êm thôi. Và nó đảm bảo những cái nhu cầu của mình chạy rất là nó bình thường, nó không có bị này nọ này kia. Thì nói chung là cách mình sử dụng nó rất là quan trọng những cái phần đó ha. Thì hai cái bugi kèm theo cái máy này là hai cái bugi bạch kim nha nè. Thì nó để mắt in Japan trên cái bugi luôn nè. Đây anh em thấy không? Chắc lẽ anh em thấy không có rõ đâu. Chữ này nó khắc tên lên cái bugi luôn. Thì đây là cái bugi bạch kim, thấy cái đầu nó nhỏ xíu à. Thì số anh em có thể chơi xe này kia chắc cũng biết cái phần bugi bạch kim rồi. Thì cái đầu nó nhỏ xíu thôi. Và nó có đặc điểm người ta rất là thích, đó là nó đánh lửa rất là đều, đánh chỉ một chỗ thôi ha. Mặc dù nó đánh không phải lửa mạnh quá, nhưng mà nó đánh rất là đều và nó chỉ đánh một chỗ. Mình nói quên kể cái phần mà tại sao nó xài cục IC đặc biệt này, cao cấp này, mình quên nói nha. Cái cục IC này nó có cái điểm đặc biệt là nó điều tiết lửa nha nè. Nghĩa là sao? Có nghĩa là khi anh em chạy vòng tua cao á, thì lửa nó sẽ điện từ cái mâm lửa nó ra rất là lớn ha. Và nó cái điện trong cục IC có thể ra rất là lớn luôn. Nhưng mà nhờ cục IC này nó điều tiết lại, anh em chạy ra nhỏ thì lửa vẫn ổn định và chạy ra lớn nó vẫn như vậy. Nó không có làm quá lửa dẫn đến chết bobin sườn, chết bugi này kia. Thì đó là cái điểm đặc biệt mà làm cho cái cục IC này giá rất là cao ha. Là cục IC thôi giá bằng nửa cái máy này nha anh em. Cục bobin sườn là 500 ngàn một cục ha, một cục 500. Một cặp là 1 triệu ha. Cục IC này mấy triệu lận. Mà nói chung thì đi theo cái máy này thì giá nó mới như vậy thôi. Mà đi theo cái máy này phải đi luôn cái mâm lửa này ha. Vô lăng này nó mới đúng một cái bộ, nó cho anh em đút cái khác vô chạy cũng không có được đâu. Thì cái đó là như vậy. Còn cục IC này thì anh em có thay, có thể thay cục IC khác như phần nãy mình có nói đó. Thì đây mình làm cái ổ khóa. Ổ khóa chìa khóa xem đa ha. Hình như có ong kìa, nó bay một đống luôn kìa. Nghe không? Ong nè. Con mặt ong gù gì kìa, nó bu một lèo luôn, lạng quạng hơi dứt mấy mũi. Hình như có ong hay vậy. Nó bu kìa, xèo 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 luôn kìa. Thì nói tiếp ha, mới ảnh hưởng gì không? Hay là bỏ giò chạy đi. Hay là nẹt nẹt vài cái giọt đi, hay là nẹt nẹt lên bu. Bạn các bạn nẹt nẹt mấy cái xuống nó bu một cái rồi luôn. Nóng trên ổ cái máy này. Đóng nguyên máy làm đóng mặt như luôn rồi luôn. Thì máy mình thì sử dụng theo thời gian thì cũng bị chạy chỗ này, này kia ha, nước sơn cũng chắc một vài lỗ như anh em thấy nè. Cái này mình chưa có lau lại á. Mình chỉ rửa những phần lần sau và lần trước thì chắc mình sẽ dùng nồi dẻ mình lau đi sau. Thì nói chung mình xài máy mình cũng không có ẩu. Thì cái máy mình sẽ bền thôi, với lại mình phải biết sử cách sử dụng, đó là cách quan trọng nhất. Cái việc cái đó sao đó. Bạn mình nó đang canh chỉnh cái máy cho nó là sẵn quay về cái máy nó luôn. Ra biết 76 đồng kiến nha nè. Nãy giờ chừng nó hụt xăng cái nó. Bạn mình nó đang làm cái phần sạc cho con Gabit của nó. Thì nó bị cái tình trạng là để qua đêm, để lâu lâu quá cái bình nó không còn miếng điện. Thì chuyện này rất là bực. Thì nãy giờ trong quá trình gọi là soi mối những cái linh kiện mà để mà làm cho nó hoàn thiện, thì đã chọn được một cái con linh kiện. Thì chỉnh lưu sao mà giờ đo điện lên ga tầm khoảng 30-40% ga thì nó được 12V nha anh em. Chuyện gì thì có thể nó sạc được cái bình ha. Đi cái bình khá là nhỏ, bình 6 be thôi. Bình này bình vàng vàng 6 be nè. Nói chung thì bình này thì mình nghĩ thì xài cũng được đó, nhưng mà với con 76 này thì cái dàn hơi nó căng lắm. Thì có thể là nó sẽ nhưng mà ông cặp vô trong cái cọc trọng của mình.
cột cổng thôi. Đây. Mình vô cái lỗ à, góc gì à. Giờ nó có 9147 phải không? Ừ. Bình trong vậy nó không có điện, nó yếu rồi, mình giật cho nó sạc vô nè. On chưa? On rồi. Em mới thấy không, thì bạn mình nó đã chỉnh sửa xong cái phần đó ha. Khi lên ga thì nó sẽ đủ 12V để sạc cho cái bình ha. Thì có lẽ ban đầu linh kiện để chọn sạc bình nó không được đúng hoặc là nó bị gò điện gì đó thì có thể nó bị sạc không vô điện anh em. Thì đó là cái clip sơ lược mình quay về máy bạn mình xem vào thôi, chủ yếu cho anh em có cái clip để coi, nhầm khi anh em coi clip ngắn anh em cũng chán, nhầm anh em kêu clip dài cũng chán, thôi tùy anh em thôi. Thì quay lại với cái máy của mình ha. Thì bây giờ ông nó bu giống như mà bình địa luôn rồi, nó bay trước mặt anh em, trước mặt mình chứ, nhưng mà có lẽ anh em không thấy, mà giống như nó đang di cư vậy. Không biết mình đề cái máy mình lên có giúp có góp phần làm cho nó xua tan hay làm cho nó tập trung nữa hay không biết. Sẽ khởi động cái máy mình ha, mình bật cái tắt bơm nước lên để mình làm mát ha. Thì bây giờ mình test không có cái bô trước nha. Thì con này nó có đặc điểm là cái tiếng bô nó rất là đanh nha, nó đanh hơn con Gabit nữa. Lý do là hai cái bô nó gom lại với lại máy nó có hai bạc thôi, nên cái tiếng nó rất là khủng á. Rồi trẻ em có thể giật mình trong khi ngủ. Thì có thể mình sẽ gáp được cái bô luôn, cái bô đây. Sẽ gáp được cái phần bô riêng nữa. Tại vì bây giờ mình tháo bô mình vệ sinh mình sơn rồi này kia, tại có số phần nó bị xét. Lý do là mình mắc mưa rồi này kia đó ha. Rồi sẽ khởi động ha. Cái tiếng máy con này không có bô nó rất là điếc lỗ tai nha anh em, mình đứng đằng trước cái đầu máy thôi mà còn chịu muốn không nổi luôn á. Nếu anh em mà đứng đằng sau là lãnh đủ luôn á. Tại cái dòng này thì lúc đó mình cũng có thử cái phần không có bô rồi, nó cực kỳ điếc lỗ tai. Phải nói là tiếng máy nó rất là đanh ha. Thì mình sẽ gáp cái bô zin lại luôn để cho nó tiếng máy nó ấm lại hơn. Anh em nghe lại tiếng ban đầu của nó ha, tiếng khi có bô. Thì con này thì khi mình gỡ cái bô nhìn cái máy rất là gọn nha anh em. Anh nhìn thấy rõ không? Chút xíu rồi, cái máy cái nòng nhỏ xíu rồi, nó nhỏ hơn nòng Gabit. Thì lý do là cái áo nước nó nhỏ hơn thôi chứ không gì, cái nòng Gabit nó phình ra thêm à, nên cái áo nước nó bự hơn luôn. Thì phần nước trong máy con này nó sẽ ít hơn con Gabit ha. Nhưng mà được cái là cái phần ống nước vào nè, dơm nước xả ra nó trên cao á, khi anh em tắt máy nước nó có chả đi chả về đi chăng nữa thì vẫn còn nước, một phần nước trong máy này ha. Ông vô nó góc đó kìa. Cái họng kèn này thì cái nắp chao này, cái họng kèn nó rất là to nha nè. Họng kèn nó rất là to luôn, tại vì cái cổ nó lớn á, phải có cái họng phù hợp được. Cái họng này tới 3 lội lần ha. Này mua không đúng là chết bớt liền, gắn không được. Đây, mình sẽ gáp cái bô gì nó lại ha. Thì mình mới vừa gáp cái bô xong ha. Mình sẽ cho nó nổ lại, anh em nghe tiếng nổ ha. Bắt cái bơm điện lên. Đây anh em. Cái này thì khi nó chạy nó chưa có đóng máy là cái đi nó hơi lớn. Tại cái bình xăng nắp chao này nó có đặc điểm gì á. Khi nào mà nó đóng máy thì ga ti nó điếm dập luôn á. Được cái ga ti rất là đều. Mình trước khi mình gửi mình sẽ kiểm tra rất nhiều thứ về máy ha, bugi đồ này kia,
chống bạn ugi đồ này kia, bình xăng con, phần bình xăng thì chắc cũng không có gì kiểm tra, thì mình thay cái coi xăng mới thôi. Xăng kia nó bay màu luôn, coi xăng này mới rất là đẹp, màu đỏ. Lọc xăng thì nói chung là đợt ban đầu thì cái bình xăng này rất là dơ nè, lúc mình mới hàng vô đá nó bị nghẹt cái lọc xăng hoài luôn á. Thì bây giờ thì nó qua cái giai đoạn đó rồi nên không bị nghẹt nữa. Thì mình sơn lại cái phần nhàn cầu ấy nè. Thật ra nó không phải bị gì, chủ yếu là lúc mà mình đậu dưới sông cái này nó cắm xuống nước nó bị đóng gông thôi, mình chà nó cũng sạch rồi nhưng mà nó ố, nó không còn đổ bóng nữa. Mình sơn lại thôi. Cái chỗ này thì chỗ mình lòn dây xích để mình khóa vỏ nên nó gọi là nó da đập cái nó chốc nó sơn nó nhám cầu có lỗ. Và đặc biệt nhất là cái phần ống láp á, thì cái láp này thì mình làm kỹ lắm. Mình đã thay hết, thay bạc á, thay không phải hết bạc nhưng mà ở dưới đây nó có 4 cái bạc cây, mình thay một cái đằng này rồi thì nó gơ, còn 3 bạc lại nó không có gơ mình không có thay. Thì thay luôn ống bình mới luôn. Và một cái nữa là thay hai bạc cây như nhắn đầu đó luôn ha, mình sơn lại. Tẩy sơn ra, mình sơn lại ha. Nói chung mình làm này cái phần này khá là kỹ, chủ yếu là cho nó thẩm mỹ. Từ lúc mà mình sử dụng cũng như là mình ra nó cũng vậy, phải cho nó gọi là đẹp đẽ xíu. Đó là cũng khá là cần thiết ha. Thì ở đây mình có hàng thêm một cái bát, một cái miếng V dày á, miếng la dày, da la của miếng V á, chứ không phải là của cái V không. Thì đang cho nó kèm bớt chỗ này nè anh em. Anh em khi nó có đặc điểm á, anh em để ý nha. Anh em có thể là biết rồi nhưng mà mình thì mình để ý cái phần này là khi anh em chạy ga nhỏ á, tầm khoảng từ 20% ga đến cỡ 30-35% nữa. Lúc đó cái máy nó cái dàn cầu nó cực kỳ rung nha anh em, nhất là cái bọc láp nó rung lắm, nó dễ gãy cái một cái mũ nước lắm nha anh em. Mình quên nói với anh em một số này cái điều này nữa nè, cái này nè rất là dễ gãy khi anh em chạy ga nhỏ, mà chạy lớn quá cũng vậy. Anh em chạy đầm nửa ga là cái này nó rất là bền, nó không có gãy nha. Lúc đó mình về mình chở cái máy của bạn mình vô sửa nè, mình chạy ga nhỏ đó, tại vì nó nằm trước á, nếu chạy ga lớn thì nó nước nó văng vô mặt mình. Mình chạy ga nhỏ thôi, về là bữa sau là chạy nó gãy ngang này nè, nó rung quá nó gãy nha. Nếu em chạy tầm nửa ga là cái này nó sẽ bền, nó không bị gãy ha. Mà nói chung anh em chạy cái dòng máy muỗng nước này thì trong khoảng thời gian đó thế nào muỗng nước chắc chắn sẽ gãy thôi. Inox thì nó sức bát chỗ này, hoặc sức chỗ này chứ nó không có gãy, inox thì nó cứng hơn. Cái này mình làm bằng kẽm ha, thì có thể bị gãy cho anh em chú ý cái phần nước này kia đó. Một tán này thì bằng inox. Đây này mình sơn thì nhìn khá là bắt mắt ha. Còn tẩy sơn thì mình sơn lại luôn, lúc trước nó màu cam mình sơn là màu xanh ha. Nó kiểm tra tất cả vô cái bò này kia ống lắp trơn. Thì có cái phần này là mình ký thêm một con ốc. Con ốc này rất là quan trọng á. Sau này mình mới phát hiện mà mình chế thêm con ốc này. Ốc này nằm kế cái lỗ châm nhớt thôi. Thì con ốc này chức năng là để vịn hai cái ống bình minh trong chổng á, đừng cho nó xoay theo khi anh em chạy một thời gian là nó gơ nha. Băng keo giống nó chịu không có nổi đâu, nó gơ hết trơn à. Thì mình sẽ vịn cái này lại, góp phần làm cho cái ống nó không xoay và nó không bị gơ luôn. Thì cái ống mình sẽ chắc là bền ha. Tại dòng máy này là tua nó rất là cao và công suất nó rất là lớn ha. Chạy nó rất là dễ phá này phá nọ, nhưng mà quan trọng là trong quá trình mình sử dụng mình rút được kinh nghiệm này kia để mình khắc phục những cái điều đó thôi là mình chơi được thôi ha. Chắc nó bò còn dư ngoài luôn nè, nó bò xịn á, màu vàng vàng á. Nói chung con này là xong rồi, ngày mai mình sẽ tiến hành gửi đi ha. Thì gửi thì nó có cái phương thức để gửi, đó là gửi bưu điện thôi. Xe nếu như nguyên nhàn cầu gửi xe cho nó anh chủ máy anh gáp lại thôi. Cái bắp chuối mình cũng sơn lại rồi, mình để trong mình quên em ra thôi. Mình gửi kèm theo đó là chiên dịch mình hay xài thôi, chiên dịch tượng ha. Chiên dịch này nó có đặc điểm á là anh em chạy chở nặng á, nó cũng không bị giảm tốc độ nhiều ha. Chở 2-3 người tốc độ cũng ít giảm, còn em chạy dịch cù dài là chở 2 người là tốc độ nó cũng xuống khá nhiều rồi ha. Dịch này nó chạy không giọt con dịch cù dài về mát bít ha, nhưng mà về tốc độ tầm trung thì cũng rất là ok á, đề bay nhanh hơn dịch cù già nha. Nên thích dịch này cái lần nước nó bay nhìn rất là đẹp. Nên mình gửi chiên dịch này kèm theo máy luôn. Thì anh chủ máy anh có đặt thêm cái chiên dịch để chạy tốc độ nữa, nhưng mà mình chưa biết chọn chiên dịch nào cho phù hợp với máy này đây. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì mình cũng đã chọn được một vài cái chiên vịt để cho nó phù hợp rồi. Thì em mình có mua cái chiên vịt về, mà chiên vịt nó cái cùi dài lắm, mà cái cánh nó nhỏ hơn, mà cái bản nó rất là to, ba to hơn cái bản này nữa. Nhưng mà nó cuốn rất là gọi là nó lùa mà dịch chạy nhà hiệu máy à, đặt vô nhưng không có dịch chắc cái con 68 chạy vừa, nặng 72 chắc hơi dư công suất rồi. Là cái phần chân dịch đó cũng để cho con 68 anh khách kia anh đặt rồi, thì chân dịch rất là đẹp luôn. Mà đường nước nó đi thì nhỏ xíu à, nhìn đã đó, nó xè ra đẹp lắm, nó gom lại mà nó xè ra phía sau. Nói chung là cái phần
về con thỏ xu này cũng như xong, chỉ cần mình gửi đi nữa là hoàn chỉnh ha. Thì mình không có gửi đi cái bình đựng xăng này nha, bình này là cái bình bắt di bắt dịch ha. Kiếm bình này cũng mệt lắm á, bình này cũng thỏ xu V20 nè, mình đi nóc ha, mãi mãi không xét ha, đi nóc giặt nha nè, không hít luôn. Mình xài cũng được năm này năm ngoài về, lúc từ lúc mình chơi con Gabit 76 đầu tiên tới giờ nó đó được dung tích là 3,5 lít ha. Thì cơ bản thì cũng giới thiệu cái phần con máy này trước khi gửi đi test rồi này kia cho anh khách đánh cầu nha. Thì tối nay sẽ đăng clip này cho anh em xem, anh em đăng ký kênh được xem đó, số anh em chưa đăng ký kênh hoặc là vô tình xem clip mình đó, cũng như là có cái để xem thôi, giải trí thôi. Mình cũng chẳng câu like câu view gì, chủ yếu đăng cho anh em coi giải trí thôi, anh em nào thích câu thì câu vậy thôi à. Con máy này gắn cái bô nhìn nó to lên ra liền luôn. Con này mà cái bô nó làm gọn ra đây một cái là nhìn cái máy nhỏ xíu luôn. Thì có một cái thì có thể anh em cũng biết rồi. Thì người ta nói cái máy nhà sự thừa ta tích hợp tất cả những thứ gì mà thực sự là xịn sò nhất á, để đưa vào con máy này, mình cũng vậy thôi ha. Tay ga này, tay ga vàng vàng nhìn khá là bắt mắt ha. Mình cũng mới lấy tay ga này về nhìn khá là ngầu. Thì cái máy này trong cái ống này nó có cái công tắc tắt máy nha anh em, tắt máy khẩn cấp rồi này kia đó. Để mình khỏi thọt tay là mình dặn cái chìa khóa thôi chứ không gì. Thì cái công tắc này khi mình quẹo cua này kia rồi mình ghé bến rồi mình tắt nó còn dễ nha. Hay là quấn bọc bất tử để mình thọt tay mình tắt liền được ha, rất là nhanh. Nhưng mà công tắc này chạy lâu ngày á, nó cũng bị gơ chân á, nó khi nó không ăn hoặc là nó bị chập nha nè, chập chân á, chập chân khi em đề máy nó không nổ, nhiều khi bị công tắc này nè, để dây điện nó dẫn ra tới đây ha, dây điện đỏ đỏ này đây. Thì nếu như anh chủ máy mà gặp trường hợp đó có thể rút cái chùi này ra ha, chùi đỏ này nè, chùi dây đỏ này nè, của cái dây bỏ bự này rút một chùi là được rồi ha. Thì máy của mình tích hợp nói chung là tinh hoa này của mình gắn vô ha, như dây dẫn nè. Còn dây này, ống dây này rất là mắc tiền nha anh em, 15.000 một mét á. Dây này dây của máy xăng. À, khi có xăng vô cái ống này nó rất là mềm, nó dẻo. Như cái lò xo nó thun đã lắm. À, dây này không sợ đen luôn tại nó đen sẵn rồi. Mình tích hợp vô đây ha. Rồi ổ khóa đề xem ta. Ổ khóa này chỉ là công tắc khóa máy thôi. Nó hai chìa đâu mà mắc hết một chìa rồi. Lúc trước mình đi buổi tối về mình đem lên mình để đâu mình cũng không nhớ nữa, rồi lấy gì khác mình gắn vô luôn. Cái ổ khóa này không sợ hư ha, ổ khóa xịn nó không hư. Còn ổ khóa mà khóa zin á cũng hay hư lắm, khóa zin thì bị vô nước là nó bị xét rồi đề không được, họ tắt máy không được, thì nó cũng bị mấy cái phần đó. Thì công tắc tắt đề này đề không thể nào hư được nha anh em, tắt này nè, cái này mình ốp rồi mình không đề được ha, tắt này rất là bự, tắt tơ á, tắt này rất là bự nha, nó không có bị không ăn bị mát này kia, tắt này rất là xịn, tích hợp vô á. Ờ, dây điện đồ này kia là cắm chui không à ha. Mình cắm chui hết. Dây điện cũng xem tới 3 cái chui là một chùm gì nè. Nhìn cái này ngầu. Quyền mobile sờ nhìn thấy rất là thấy cưng. Cái mobile sờ này máy nào cũng máy đó nha anh em cắm cái dây bugi này qua máy này là đề không nổ. Tại nó không đúng tăng lửa. Lửa vẫn có mà không đúng tăng, không chạy được. Nhưng con máy mình thì theo thời gian thì nó cũng bị xuống màu. Lúc dưới ốc lấy trên đầu bò nó còn vàng á, bây giờ nó xuống màu rồi, này mình phải đánh bóng lên á để sẽ lên màu vàng lại thôi, nó bay luôn màu vàng hay màu trắng cũng không chừng. Ống đồng mẹ, thì cái ống này cái ống nó to hơn ống gì, nó gì nhỏ xíu à, ống này nó bự như nước lên nhiều thôi. Đây cái ống phụ nhưng mà không cần thiết đâu. Năm nay là máy mình cũng còn ok á, mọi thứ còn rất là hoàn hảo á, nhảy nổ này kia để qua đêm đề nhẹ chạy luôn, không cần bóp cái bóp này làm gì. Trừ khi anh em mới đem máy về á là xăng nó không còn trong cái chung này nè, anh em mới bóp thôi, nó lên xăng vô đây thôi. Nhưng mà khi mình gửi chắc có lẽ mình phải làm cho xăng trong cái chung này nó hết luôn, tại vì để cho người ta vận chuyển nó không bị đổ xăng rồi này kia ra ngoài, thế là phiền này kia ha. Rồi cơ bản máy mình bao nhiêu đó thôi ha. Mình cũng quay tổng quát sơ luôn test cho anh em xem, cũng như là chủ máy xem biết tình hình con máy như thế nào á. Mình đã làm lại phần ống một lát bạc, ống bình minh ha. Như là cái này giống như mới luôn rồi, thay mới luôn rồi, chạy nó không có bị kêu gồ nó, không bị xây cái ống bạc này kia. Cái này giống như máy mới luôn. Tại vì con này mình cũng xài ít, mình xài mỗi ngày mình xài nhưng mình xài ít thôi, mình chạy không có nhiều. Đi 1-2 cây số thôi, không đáng kể.
lâu lâu mình đi cái tour với bạn mình thôi. Thì bây giờ có lẽ mình sẽ kiếm một con máy khác để mình đặt lên vỏ mình ha. Vỏ mình thì em mình mới rửa ha, sẵn quay sơ lửa vỏ mình luôn. Chài thì khá là đẹp thôi, sáng nhưng mà cái lường thì rất là đen, lý do để dưới nước không đóng gồng này kia. Thì tất nhiên vỏ nào cũng phải chạy qua cái quá trình này. Sơ lược vỏ mình thôi á. Vỏ này thì trọng lượng không có phải sạp thì 57 kg. Bây giờ có thể nó rút nước lên nữa không chừng. Có cái sạp thì lên khoảng 62 kg á. Vỏ này ức rất là to ha. Thì ban đầu mình tính mua vỏ này lầm, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì nó nhờ cái việc đó mà nó giúp ích cho mình. Chuyện khác là mình chở đồ được, mình chở mấy cái quả đồ được luôn. Đi dao đi nhặn thì nó dễ á. Vậy thôi, không có gì. Rồi, clip mình ghép hai cái clip này lại chắc cũng khá là dài luôn, nhưng mà cũng quay cho anh em xem để cho anh em có clip để giải trí được chia này kia thì thôi. Rồi mình nổ máy này cái nào trước khi kết clip anh. On nè, đề. Nó chạy trên tay anh em, chưa kịp buông công tắc nó đã nổ rồi. Tắt nó tiện cái đó đó. Rồi, clip mình nói tới nói lui cũng khá là dài rồi. Thì mình xin kết thúc clip mình tại đây á. Xin chào ngày hôm nay anh em. À, trong clip tiếp theo.